Chị có nghĩ bài đầu tiên thì tôi dạy chúng ta setup trước nhá, xong rồi sau đấy tôi sẽ giới thiệu xem jQuery là cái gì. Thì chúng ta vào trang này cho tôi, jQuery.com. Nhìn cái chữ download jQuery này không? Bấm vào. Nó sẽ có cái phần những cái download ở dưới này này. Đây là download jQuery. Chúng ta để ý hai cái này. Cái trên là download file jQuery.min.js. Cái file còn cái ở dưới ấy, là download file jQuery.js, là hai file về thư viện jQuery. Thì hai file này nó khác gì nhau? Thì cái file trên nó nhẹ hơn tí. Vậy không? File trên là nó mini file, tức là cứ cái file nào gọi là mini file ấy, thì có nghĩa là nó loại bỏ tất cả khoảng trắng ở trong cái code rồi, nó loại bỏ hết đi rồi các bạn, để cho cái dung lượng của file nó nhẹ đi và người ta tải về nó dễ hơn. Rồi thì chúng ta tải cái file jQuery min nhé, download the compress production, tải xuống đấy, bạn nhìn đâu jQuery min này. Tải cái file này về. Thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tạo thư mục code của mình ngày hôm nay. Lớp này lớp JS này đúng không? PT12111 đây đúng không? Tạo thư mục L03 chẳng hạn. Trong đây thì các bạn bê cái file jQuery để vứt vào trong. Bê file jQuery vứt vào trong cái file cái thư mục L03. Đây, cái file jQuery chúng ta. Tiếp theo chúng ta tạo một chúng ta đổi tên, nên đổi tên nó nhé, nên đổi tên nó thành jQuery.min.js thôi cho nó dễ viết, chứ còn để 3.2.1 nó lằng nhằng quá. Đây, bỏ jQuery.min.js, sửa lại. Xong chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ dùng viết tạo một file mới tên là index.html. Trong này chúng ta viết code HTML và ở phía dưới này chúng ta có một cái thẻ script có src bằng jQuery.min.js. Biết vì sao JavaScript nên để vậy không? Không phải. Chưa, xong chưa? Tiếp theo chúng ta dùng tạo một cái thẻ script nữa ở đây. Script riêng rồi nhé. Và chúng ta có cái đoạn này. $document.ready. Trong này là một cái function. Đóng ở ngoặc, enter xuống. Đợi đây.
đây là em đây các bạn đấy này, tôi giải thích cái một số dễ biết nhé. Đây cô ra đơn lần này sẽ đúng không? Chấm ready, ready các bạn đọc mở khoảng vừa được chưa? Xong bạn lùi một cái viết chữ function đọc mở khoảng, xong bạn mở khoảng tiếp nhỏ lại lùi vào giữa cái tập xuống đấy, cách viết dễ nhé. Bởi vì bạn biết mặc sự thì nằm nằm trong cái hàng nó đi rồi ra ngoài nó một nó hơi đường cái nó xuống nó dễ hơn không? Từ từ không nhá, các bạn cứ cần hiểu cho tôi cái đoạn này nó có ý nghĩa như sau này. Đoạn này nó quy định là khi toàn bộ tài liệu đã được tải về xong thì bắt đầu chạy code nằm trong function. Đây này, select all,
selector là select người chọn đúng không? Ngày xưa ở CS thì chúng ta chọn một thẻ hoặc một tập hợp thẻ nào thỏa mãn điều kiện để CS cho nó đúng không? Thì ở đây nghĩa là gì? Tôi chọn tất cả những thẻ HTML có ID bằng cái chữ ID này. Được chưa? Thì tôi đã xong rồi, đọc khoảng cái này không? Thì tôi sẽ cái này cái gì? Tôi chọn tất cả các thẻ HTML có thuộc tính class là bằng chữ class name này, sau đó tôi sẽ cho nó. Đây là CS cho tất cả thẻ in. CS cho tất cả các thẻ input có thuộc tính type bằng name bằng thuộc type text thôi. Đây, nó là cái thẻ này nè. Input type bằng text value 6 chẳng hạn. Đấy, thì nhìn đến type bằng text không? Trong này chúng ta không có phẩy phẩy rồi. Chúng ta đóng ở mặt vuông type bằng text. Xong chưa? Đấy, bây giờ tôi cần một cái chọn một cái dạng option có value bằng 6. Như này để tôi CS cho nó là nào? Option gì đó, hoặc một value bằng 6. Đúng rồi, đúng cái này không? Tiếp theo này, bây giờ tôi cần chọn thẻ TR có cái product ID có cái thuộc tính tên là product bằng bao nhiêu tôi biết bằng x chẳng hạn. Tôi cần chọn tất cả các thẻ TR có thuộc tính product, có thuộc tính product còn giá trị bằng bao nhiêu tôi không quan tâm, cứ có thuộc tính product thì tôi dùng, thì tôi gọi là sẽ CS cho nó. Đấy. Cũng giống như kia, đúng hết luôn. Là gì? Thẻ TR thì nữa có thuộc tính product đóng cộng hoặc không nha, không chúng ta không quan tâm đến giá trị, chúng ta bỏ mẹ giá trị đi, được chưa? Mỗi thế thôi, đây là selector thử nhá. Con để ý này, bây giờ chúng ta code này. Chúng ta có thẻ H2 có cái ID bằng H2 target, ID target. Đúng nhá? Bây giờ chúng ta có gì? Sau khi ready này thì chúng ta có đô la gì? ID nó xác định bằng dấu gì? Để xác định một ID thăng bên cái ID target này lên chấm text đóng mở ngoặc thiện th đẹp trai hả? Ví dụ thế đi ạ, coi nhá. Đây các bạn nhìn cái thẻ H2 này có gì không? Rồi giờ chạy được chưa? Xong chưa? Tiếp theo này, với class này, chúng ta có một cái thẻ div có class là bằng class target. Tôi lại có một cái nữa, tôi style riêng cho thằng này nhá, style bằng width bằng 50%, background là bằng green ý. Rồi Margin bằng 10 pixel, không, ví dụ thế. Duplicate thằng này lên. Tôi có màu cho thằng này là màu light blue, màu xanh. Nếu các bạn nhìn thấy tôi có mấy cái thẻ div có class bằng class target, hai thẻ đúng không? Đi á. Coi này, đô la class là gì? Chấm class target chấm chấm
Các bạn cứ viết nha, tí tôi sẽ giải thích thêm. On click by function mở ngoặc this. Thấy this ở đâu? This chưa? Chung lại this. This chấm toggle this chấm CSS background bằng background red. Cứ từ từ, được chưa? Bạn xong chưa? Quên tin chứ quên, chúng ta phải set cho cái này có độ dài 2 bằng 100 pixel đi. Dài quá à? Cứ thông thả code, bởi vì cái JavaScript này nó không phải tạo thành thói quen, không phải ai tự nhiên code nhanh đâu. Đúng hai thẻo. Bấm vào đây. Đúng không? Rồi bây giờ tôi giải thích này. Ở đây chúng ta có mấy cái thẻo lát một lát một lát hai đúng không? Chúng ta tất cả các thẻo một lát một lát một khi nó nhận cái sự kiện on click vào trong thẻ này. Yeah. Khi nhận sự kiện on click thì chạy cái thằng sân này. Chờ cái đô la sys này là chính là cái thẻ nào nhận cái sự kiện không, thẻ nhận sự kiện. Đây chúng ta tích vào thẻ dưới trước đúng không? Thì thẻ dưới này là thẻ nhận sự kiện đúng không? Thì cái sys là cho đến chính cái thẻ này, cái thẻ mà có sự kiện xảy ra. Chờ gì đó là đô la sys là cái thẻ có sự kiện xảy ra. Và sự kiện đây chúng ta bắt sự kiện là click. Chờ thì bình thường sai là bình thường, chưa cứ nhớ thôi. Cái cylinder này là chưa cần biết những sự kiện phía sau này thì xong. Ý tôi chỉ cho các bạn làm cách nào để tìm những cái này. Đây là xong, tôi làm nhiều quá là không nhớ. Cái này tôi làm gì? Nó có thể là
tại em cần một không nó theo mình nó theo sự kiện của mình đúng rồi cái Olasis này là cái đối tượng xảy ra sự kiện chính là cái thẻ mà được nhận cái sự kiện mình tìm ở trên nhá thì nhớ nhá cái Olasis này là cái thẻ TML được nhận cái sự kiện ở trên này. Dạ, nhớ tôi vậy nhá. Dạ. Tiếp theo này. Tôi lại có một cái deep nữa. Cái gì? Mày tập trung vào đây mày học đi, mưa kệ mẹ nó. Chúng ta có input type bằng checkbox deep mới. Đây là nam này, applicant là nữ này. Nam này, nữ này. Phần này có sự kiện, có thông tin là checked. Tích luôn, khi mà mình xem các tài thì nó tích luôn đúng không? Yeah. Đây. Nó tự động tích thằng nam này luôn đúng không? Rồi giờ mình có gì? Chúng ta sẽ có như sau. Cái thẻ input có type. Đây tôi làm vài cái lúc luôn nhé. Type bằng checkbox mà có sự kiện là checked, trạng thái là checked thì nó sẽ có cái CSS là border bằng 1 pixel solid màu là màu đỏ. Chạy xem nào. Ủa không được này. Input time checkbox này, checked này. Chờ tí nhá. Query selector checked input
hai chấm check cực gì nữa. Hình như nó không có cái, để tôi coi xem cái CSS của thằng này nó là cái gì. Tôi nghi ngờ là nó không có border. Một pixel solid. Đã nhập. Đây, các bạn nhìn nó được áp dụng không? Chẳng qua nó không hiển thị thôi. Đây. Cái CSS này nó không được áp dụng cho thằng ấy chứ làm sao? Đây là background màu đỏ đi. Không được luôn không ạ? Không được luôn, CSS này không được. Font size 30 pixel. Nếu được. Không được. Chúng ta select đúng rồi. Nhưng mà do cái border này thôi. Do cái CSS này không áp dụng được cho cái thẻ kia thôi. Chúng ta làm đúng rồi đấy. Được chưa? Còn lại cái phần này các bạn làm được. Đây tiếp tục này. Kiểu cái đô la làm trước được chưa? Đấy. Sao sao? Hả? Có những câu hỏi thôi nhá. Cái đô la làm trước, cái đô la phải phải là cái ta còn cái selector để mình chọn đấy nhá. Kể cả cái này nó là chọn nhiều, trên thằng màn hình có nhiều, được chưa? Nhưng mà thằng nào xảy ra sự kiện thì thằng đi đi sẽ được xử lý, được chưa? Và đô la gì? Tiếp theo là để những cái thằng này làm sao? Là để tất cả những cái sau selector đều là cái gì? Đều là cái gì? Trong object nhá, còn lưu ý trong object thì chúng ta có thuộc tính và hành động đúng không? Thì thuộc tính ở trong JavaScript ví dụ như kiểu là a name chẳng hạn thì nó sẽ lấy cái thuộc tính name của cái đối tượng a ra. Bây giờ a thực hiện một hành động a chấm than ở thủ ngoặc nhé. Yep. Thì ở đây cái này cái chấm này những cái chấm này nó là hành động của cái đối tượng jQuery. Yep. Đối tượng mà dùng cái đô la đối tượng được lấy ra của cái selector. Có là đây là hàm mặc niệm định sẵn, có là đây là hàm đã được định nghĩa sẵn ở trong thư viện jQuery, chúng ta chỉ cần học và áp dụng vào thôi, được chưa? Thế vậy thì chúng ta học ở đâu? Học như thế nào? Vào jQuery.com và API document, được chưa? Chúng ta search cho tôi cái chữ text. Đây các bạn search chữ text. Đóng mở ngoặc, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Bạn kéo xuống. Chúng ta không đọc được tiếng Anh thì kệ mẹ nó, bỏ qua đi, kéo xuống dưới này nó có ví dụ này. Thấy không? Kéo xuống dưới nó sẽ có ví dụ ấy. Đây này. Chúng ta có gì? str bằng p 2 first. P2.first là gì? Ở thẻ P đầu tiên của trang. Chấm text thì là sao? Thẻ P là gì? Đây, thẻ P đầu tiên là test này. Paragraph đúng không? Rồi, thẻ P thứ hai, P last, hiện tại nó có gì không? Không có gì. Thì bây giờ chúng ta chấm ra cái SRT này. Bây giờ tôi test cho các bạn xem nhé. Comment này. Ở đây tôi có cái target bằng chung q xấu trai. Ví dụ thế. Các bạn coi này. Và str bằng đô la id. Đây là id target đúng không? Id target này. Chấm text. Chúng ta console.log ra cái str này để coi nó là cái gì nhá. Được chưa? Trung NQ đẹp trai, à Trung NQ xấu trai. Thấy gì đây? Đây,
cái str là bằng giá trị của cái id target chấm text thì nó có ý nghĩa như sau này. Và đây cũng là một trong những đặc điểm của jQuery, của những hàm jQuery. Khi chúng ta chấm text như này thì nó sẽ lấy ra cái giá cái chữ viết ở trong cái selector, lấy cái chữ viết ở phía trong, đấy nhỉ, chỉ chữ thôi. Chỉ lấy chữ viết được. Đây các bạn để ý này, ở trong cái ví dụ của nó là gì? Nó có thẻ đúng không? Đây, đâu nhỉ? Đây, bạn thấy không? Ở trong cái thẻ này nó có cả thẻ B đúng không? Nhưng mà nó chỉ lấy chữ thôi. Đây tôi thử thêm nhá. Đây là strong. Thấy không? Được chưa? Nó chỉ lấy chữ rồi, nó không lấy cái gì khác. Xong chưa? Nó lấy ra cái chữ viết ở trong cái này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ nếu như này xong, nếu tôi viết như thế này nhá, sau khi lấy chữ này, tôi có cái thằng id target chấm text bằng Nguyễn Mạnh Tiến. Được chưa? Xem thử nhá. Ở dưới là gì? Ở dưới là Trung, còn ở trên là Nguyễn Mạnh Tiến. Vì sao? Phải rõ hơn. Đọc từng đoạn code thôi nhé. Đúng rồi. Đầu tiên này, nó gán cho biến NLP bằng cái giá trị text của cái thẻ H2 vừa rồi. Sau đó, sau khi lấy xong rồi, được xem xong xóa. Lấy xong rồi, bắt đầu là gán lại text cho cái thẻ H2 kia bằng một đoạn text khác. Sau đó hiển thị ra cái biến STR, tức là hiển thị ra tích cũ, đúng chưa? Xong chưa? Thì cái tích nó có mấy tích dùng? Hai tích dùng. Nếu tích nó ở ngoài thì là lấy giá trị của cái thẻ đi ra ngoài, lấy chữ ở trong cái thẻ đi ra ngoài. Nếu mà có giá trị truyền vào ở trong cái thẻ tích này thì set, cái này gọi là set giá trị cho cái tài liệu kia, được chưa? Đấy, tất cả các hàm đều như vậy. Chúng ta có cái hàm tương tự ví dụ như kiểu value.val, val là viết tắt của value đúng không? Thì ví dụ như cái thẻ của chúng ta có những cái thẻ input này, thẻ select này, thẻ text earlier này, biết gì nhỉ? Vậy ta là phải bắt đừng nữa. Những cái thẻ này nó có cái thuộc tính gì? Value, đúng không? Nó thuộc tính value. Thì các bạn hoàn toàn có thể lấy ra được cái giá trị của nó bằng selector và đọc của nó. Thì các bạn hoàn toàn có thể set được giá trị cho nó bằng cách và chuyển một cái giá trị của nó cho vào. Xong chưa? Đó. Đi nhỉ? Cấu trúc của HTML của jQuery đấy. Đầu tiên bao giờ cũng là cái selector, sau đó là cái hàm, còn lại là chúng ta chỉ học cách dùng cái hàm thôi. Nhớ thấy là được rồi, là xong đi nào, không nhớ. Cái lúc này, bây giờ chúng ta thấy là hàm, cái hàm này thay đổi màu đen, đó, thay đổi đen. Cái hàm này ý nghĩa nó là cái gì? Chúng ta thử coi nhé. Đây. Khi cái thẻ HTML có class là target được nhận sự kiện, đây là nhận sự kiện rồi, được thì hành động nằm trong class sẽ xảy ra. Được. Bây giờ chúng ta có gì? Tolasis là cái thẻ được click.
nó sẽ sử dụng cái hàm CNF. Hàm này nếu mà hàm này sẽ dùng để xét lại các cái thuộc tính inline style cho các thẻ đấy. Tôi xét lại thuộc tính là background bằng màu đỏ. Xong rồi. Thế bây giờ thử xem như này nhé. Thử như này nhé. Tôi console chấm log ra đấy $.css background như này sao? Ra cái gì? Mã cái cứt. À, dạ mã màu thật này. Đúng rồi, nó ra mã màu luôn. Thấy chưa? Nó sẽ ra mã màu. Rồi, tiếp theo này. Ở trên này, tôi sẽ có một cái thẻ style. Tôi có cái class là bg-green. Nó sẽ có cái background là bằng màu green. Tiếp theo, tôi có một class là bg-red. Tôi sẽ có cái background cho nó là red. Được chưa? Xong chưa? Giờ chúng ta coi này. Chúng ta vẫn sử dụng cái vừa rồi. Chúng ta sẽ có cái đô la this chấm chấm cái gì nhỉ? Nếu this có has class. Chữ has là gì? Tiếng Anh gì? Tiếng Việt là gì? Có. Đây là kiểm tra xem cái thẻ hiện tại có cái class là BG. Class là BG red hay không. Được chưa? Cái này sẽ trả ra true false cho chúng ta tiến hành console log. Được chưa? Thì chúng ta coi này. Ở đây tôi sẽ bỏ cái màu của nó đi. Bỏ cái màu đi nhá. Thằng trên tôi cũng bỏ màu luôn. Và bây giờ tôi sẽ có một cái class nữa cho nó là bg-red. Thằng ở dưới không có. Thằng ở dưới không có đúng không? Thằng ở dưới tôi sẽ set cho nó là bg-green. Như này đúng không? Rồi các bạn coi này. Có không? Thằng này có không? Được chưa? Chúng ta có một hàm nữa. Là hàm has class. Kiểm tra xem một cái selector có cái lớp, có cái class này không. Được chưa? Bây giờ chúng ta có gì? Tiếp tục này. Bây giờ mới là cái ứng dụng của JavaScript phần chúng ta. If has red thì sao? Thì tiến hành $this.remove class bg chữ red, sau đó đô la this chấm add class bg chữ green. Đây ý nghĩa là gì? Bỏ cái lớp bg red đi, thêm cái lớp bg green vào. Đúng không? Các bạn xem luôn nhé, xem ở dưới nhé. Xem ở dưới dần này. Đây bg green nhá, xem lại này. Bg red đúng không? Thấy chưa? Thấy nó chuyển sang không? Đây là cái đoạn nhấp nháy này. Thấy không? Thấy chưa? Vậy sao tiếp theo thì sao? Else this, nếu mà phone thì sao? Remove class green đi và add cái class red vào. Giờ chúng ta có gì? Tôi bấm đấy, bây giờ tôi kích đấy. Ở dưới này. Được chưa? Đấy, sự kiện này. Xong đi nhở? Bình tĩnh, chưa có gì bỏ cả. Đấy, quan trọng là các bạn hiểu rồi.
Đấy, tôi mới ghi hình tôi cũng chẳng đâu. Tôi quay video rồi, các bạn có thể xem lại. Được chưa? Logic. Đây, giờ bây giờ cái việc của chúng ta đã hiểu cái này và cái này chưa? Rồi, bây giờ cái việc của chúng ta chỉ là xem có cái này như thế nào và để dùng đúng không? Đúng không? Như các bạn từ từ nhá. Nhớ tôi. Từ đó phát triển. Đây là cái mà xử lý ở phía sau này. Cái xử lý phía sau này. Chúng ta gọi cái khái niệm là closure. Tức là hàng xử lý sau khi sự kiện xảy ra. Được chưa? Closure, call back. Call back, call là what? Back là sau đúng không? Gọi sau khi sự kiện xảy ra. Đó. Thì nhớ không phải cái nào có quản lý, không phải cái nào chúng ta phải đọc trong API. Thì bây giờ chúng ta không tìm được, nếu mà không biết nhiều ấy, không biết nhiều thì phải đi search thôi, chẳng có cách nào cả. Được chưa? Search và quan trọng là nhớ luyện search bằng tiếng Anh. Không search được bằng tiếng Anh thì Google dịch sang từ tiếng Việt sang tiếng Anh, muốn tìm cái gì Google dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh xong rồi copy luận tiếng Anh nó dịch ra về tiếng Google. Ngu thì phải chịu tôi biết sao được. Được chưa? Bây giờ nha. Bây giờ này. Xong rồi xong rồi này nhá. Tiêu hóa được gì đã? Rồi tôi sẽ có cho các bạn nghe bây giờ đây. Ghi lại này. Ơ, ghi để chạy. Học sau mỗi buổi phải được vào đầu cái gì đấy. Hôm qua mày gọi mình làm gì tao? Gì đấy? Lý có sao có bây giờ 305 304 xong chưa? Bây giờ thử tìm một bài toán như này nhá. Làm một bài toán như này khó rồi. Khó rồi này. Đây là giờ tiên rồi. Đây là giờ đây. Được. Các bạn thử nghĩ cho tôi cái bài toán này. Bài toán này sắp xếp cụ dịch như thế nào cho anh không? Tôi có một cái table. Tôi có một cái table. Tôi có một, có hai cái table và hai cái dòng này. Các bạn nhìn thấy mắt được không? Rồi, bây giờ bài toán yêu cầu là, bài toán yêu cầu là gì? Khi mà cái bắt từng này nó click, tôi biết nó click là bắt từng nào. Cái nào được click thì xóa đẹp cái dòng chứa cái thẻ này. Hàng xóa là hàng thiếu. Hàng xóa này. Xóa cả dòng.
chúng ta mục đích là xóa cái TR, nếu mà cái bất cần được click mục đích là xóa cái TR. Các bạn thử nghĩ logic, chưa cần các bạn làm cái hàm gì, chỉ cần các bạn chỉ ở một cái cách để xóa này, rồi cho đây xóa này. Thử nghĩ nào. Ta lưu gì? Rồi, ok, nghĩ nào. Qua lưu bằng gì? Ví dụ bằng ID. Rồi, sao nữa? Check xem nó có cái có hàm. Tại sao? Có hàm check value xem có không? Check value có hay không? Check của cái gì? Check của button. Để em đi. Xem có hay không? Cứ cho là có đi. Ừ, chắc chắn là có. Thì nếu if nếu cho sự kiện là on ấn vào cái bắt đầu là ừ. Nó chẳng cho kiện là là gì là gì ok xá cái cái bộ cái thế làm sao để tìm được cái thằng gì đâu. Đây là cái bảng gì? Nó không trong cái gì đâu cả. Bắt theo sự kiện on thì on click trong bắt này thì giờ logic xóa thì là như nào? Sự kiện on rồi. Cái này có cực kỳ nhiều cách làm. Quan trọng là tôi gửi xem để chúng ta tưởng tượng đến đâu thôi. Thấy nha, một cách làm dễ nhất này. Cái bắt từ thì chúng ta có set cho cái mục đích là TRID. Quá. Ví dụ bằng 5 chẳng hạn. Được chưa? Cái thằng TR này tôi có một cái là TR tôi có thuộc tính là target ID bằng 5 của thẻ nào. Thì cái TR ID và cái target ID giá trị bằng nhau. Đúng chưa? Thì khi mà chúng ta click vào cái button này, chúng ta có lấy được cái này ra. Liệu có lấy ra đây là attribute thuộc tính đúng không? Đây là thuộc tính thì chúng ta có cái hàm lấy thuộc tính là chấm attr viết tên thuộc tính vào đây là trid thì nó sẽ ra cái giá trị ở bên trong xong chưa? Rồi sao nữa? Rồi sao? Thế tr mình lại có đô la TR, thẻ TR có cái thuộc tính target ID bằng với cái giá trị của thằng này vứt vào đây chấm remove đúng chưa? Nghĩ thử ra đúng không? Thử nha, tôi thử cho các bạn xem nhé. Đây, chúng ta có cái table line 1 TRID 1 đúng không? Click me. Thấy chưa? Đây TRID bằng 2 này. Đây là có TR này, có cái ID tôi đặt luôn cho nó bằng cái ID luôn đi. Bằng 2 này. TR này có cái ID bằng 1 này. Được chưa?
Rồi coi nhá. Đô la. Sự kiện cho tất cả các thẻ button là gì? Viết như nào? Sự kiện, à quên nhầm, selector cho tất cả, selector của tất cả các button. Ờ, viết mỗi chữ button ra là xong. Chấm on click. Hoặc là chúng ta viết như này cho nó ngắn cũng được này. Tôi hay viết on. Yeah. Cái button lắng nghe sự kiện click. Khi có sự kiện click xảy ra trong cái button thì console.log ra cái đô la this.attr tr id. Khi tôi dịch cho nhá, khi sự kiện click xảy ra trong một cái button nào đấy thì hiển thị giá trị của cái thuộc tính att của thuộc tính tr id của cái button ý. Đây đúng không? 1 2 xong chưa? Giờ tiếp theo. Tiếp theo là gì? Tôi sẽ set cho cái đằng này. Và TRID bằng cái giá trị này. Xong sau đó chúng ta sẽ có là đô la string ở đây là thẻ TR có thuộc tính ID bằng TRID chấm remove. Wow. Tìm đến cái thẻ TR có cái ID bằng giá trị thử nhá. Bay ra. Bay nốt này. Đúng nhá. Cần xem lại không? Đây. Một line 1 này. Đây ở dưới tôi viết là line 2 nhá. Hả? Cái gì? Cái này hả? Đây coi nhá. Gì đây? Đúng chưa? Đây chúng ta coi này. Thấy nó chọn mình nào. Không phải cú pháp. Cú pháp gì? Đây là cộng, nó cộng chuỗi cộng số là gì? Đúng không? Đằng nào ở trong selector này. Trong selector này chả là chữ. Đúng chưa? Đó, có thế rồi. Xong chưa? Tìm đến cái thẻ TR có cái ID bằng số 1 và thực hiện cái hành động là xóa đi. Đấy. Tôi F8 cái được ngay. Bây giờ. Bây giờ. Đấy là hàm xóa một phần tử trong mạng ở xóa một phần tử ở trên màn hình đi, xóa một dòng của trong bảng đi bằng cái nó sẽ bị click cho phần tử con. Đây là một cách. Cách này tôi rất là hay thường làm. Làm thường xuyên luôn. Được chưa? Tiếp tục này. Cách thứ hai. Trong jQuery nó có những cái hàm tìm cái thẻ chứa nó. Thẻ chứa cái thẻ này. Ví dụ, button nhá. Khi mà sự kiện bắt được tôi tìm cái thẻ cha của nó, thẻ này đúng không? Thì chúng ta có cái hàm là hàm. Có cái hàm là hàm parent, chấm parent. Đây tìm thẻ cha cho tự nhiên của nó.
Vậy bây giờ chấm cái bắt từ này lên lên nào này, chấm parent là nó xác định cụ thể đúng không? Đúng chưa? Bây giờ xác định tiếp theo chào của thẻ PD này là thì làm nào? Đấy, chấm parent lần nữa. Đúng chưa? Thì là nó sẽ xác định được cái thẻ PR này. Giờ xóa thẻ PR đã xác định được là chào. Lại chấm remove. Đúng không? Nó là từng bước một thôi. Đây, quan trọng là chúng ta biết nó có hay không. Có hay không? JavaScript nó ở SQL đây tôi thử nhá, tôi thử nhá. Cái comment này mà tôi đích cần quan tâm đến cái ID của nó luôn. Tôi sẽ có cái gì? $this cho đến parent. Các bạn coi nó là cái gì nhá. Cái console log rồi này. Đúng nhá, có phải thẻ TD không? Nhìn này, thẻ gì đây? Đúng thẻ TD không? Tiếp tục nhá, chấm parent nữa này. Thấy thẻ gì? Thẻ TR đúng không? Có cần ID nữa không? Tôi bất cần biết luôn. Bây giờ tôi chấm tiếp này, remove. Không nhập. Đây là cái thứ hai, tìm thằng cha rồi lại tìm thằng cha của thằng cha rồi xóa đi, đúng không? Sao? Jquery nó là cung cấp cho chúng ta cái đầu tiên là cái selector, đấy là cái thứ mà hình thành những cái tên của thư viện. Query, J là viết tắt của từ JavaScript, query là truy vấn, được chưa? Tìm. Nó sẽ giúp chúng ta, cái selector sẽ giúp chúng ta tìm đến những cái element nằm trên trang HTML của mình. Sau đó nó cung cấp ra những cái API và những cái hàng để giúp chúng ta làm rất nhiều việc trên màn hình. Với jQuery chúng ta hoàn toàn có thể làm tất cả mọi thứ. Các bạn thích làm cái gì thì làm nhé. Gửi request thì cũng được. Thay đổi cấu trúc của trang HTML cũng được. Lấy các phần tử của nó ra, lấy ra bản thân này. Tôi lấy ra value, tôi lấy ra text. Tôi xóa phần tử đi. Đúng không? Tôi đổi vào phần tử thay thế các cái giá trị ở trong cái class của cái thẻ, đúng không? Đó, tôi có thể làm được. Quan trọng là cái trí tưởng tượng của tôi đến đâu, cái trí tưởng tượng của tôi có thể xử lý đến đâu để tìm ra những cách làm dễ nhất thôi. Bây giờ còn tìm thì ai tìm được? Không dự không tìm được tiếng Anh thì làm nào chứ? Không, tôi có thời gian trở lại. Thì sao? Hỏi em quay thì hỏi cô ba. Được. Thế hợp lý, cứ hỏi cô ba thôi, đừng hỏi tôi. Nhá. Vớ vẩn câu mail cho tôi còn rep nhanh hơn câu nhắn tin Facebook của tôi. Được chưa? Rồi nhá, bây giờ này. Bây giờ này, có bài toán như này. Thế nó bị hay. Vớ tục cái đảng của cô, sai như này. Được chưa? Bây giờ chơi trò này. Khi mà bấm vào cái thẻ màu xanh thì chính bản thân nó chuyển thành màu đỏ. Nhưng mà cái thằng ở trên nó chuyển thành màu xanh. Tức là chúng ta đổi màu với nhau. Bài toán là bài toán đổi màu với nhau. Đúng chưa? Giờ làm nào. Làm đi, làm luôn. Giờ bài toán là đổi màu. Kích vào thằng này thì nó đổi màu và thằng trên cũng đổi màu. Đúng chưa? Làm nào là làm đi. Cho phép đặt ai đặt thuộc tính thoải mái. Đặt kiểu gì đặt? Thử nghĩ ra nào. Không, cái việc của công ty mình tự đi giải quyết lại. Đúng không? Không. Lên đây để tạo ứng dụng. Không có đâu. Giờ công ty sao? Không làm. Bây giờ đi hỏi.
chị à, chị đi, cô làm đi, thế nào? Cô vào quấy luôn cái quần nó mãi rồi. Chị, cô đi đâu? Cho cả lớp, mấy cả con trai lớp này làm chị. Đứa nào làm trong số nhất là cho 20.000 đồng khoảng 20.000 đồng là hết tiền rồi. Đi nào. Và cũng không hiểu là gì tôi chỉ muốn rồi. Chứ ra có vật vã ở đây. Sao? Không nhớ? Không. Không chỉ hoàn một cái mà bây giờ có thể được 2 phút rồi. Nói những cái này rồi bây giờ thăng qua lại thì nhất định thế nó bị gì
HTML là những cái thứ nó rất là vô hạn nhé. Đặt cái gì đặt làm sao cho mình dễ làm nhất thì đặt, không nhất thiết là cô phải đặt giống tôi làm gì. Một thằng đặt là ID green, red, một thằng đặt là ID green chứ chẳng sao. Chờ bài này về nhà nhé, về nhà làm nhé.